mỗi năm cứ đến những ngày lễ của thiếu nữ là cánh đại trượng phu tại các lớp học lại được dịp tiêu tiền sẵn sàng những món quà hoặc tổ chức những bữa tiệc to nhỏ tuổi để tri ân các bạn nữ. Thế nhưng điều khiến nhiều người cảm thấy không an tâm chính là việc nhiều lớp học số lượng nam ít hơn nữ, việc tiêu phí sẽ khá tốn kém. Mới đây trong một nhóm về trường học, một tài khoản cá nhân bất thần đăng tải hình ảnh lớp học nhân dịp lễ quốc tế thiếu nữ 20 tháng 10. Điều khiến nhiều người xem xét đó là lớp học cả 60 người chỉ duy nhất một bạn nam trong lớp học này. Liên hệ với chủ nhân bức hình, tài khoản V. Bờ cho biết, vào đầu năm học lớp cũng có 3 bạn nam, nhưng sau đó 2 bạn nghỉ chuyển lịch sự học nơi khác, giờ chỉ còn đúng bạn ấy là nam duy nhất trong lớp em thôi à. Cũng theo chia sẻ của V. Bờ, bức ảnh này được chụp tại một lớp kế toán của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Lớp học kế toán duy nhất một nam được chia sẻ trên mạng xóm hội ảnh, V. Bờ. Sau khi đăng tải SG trên mạng xóm hội, bức ảnh hiện liên tiếp chiếm được bão like từ cư dân mạng. Nhiều người không khỏi thích thú bày tỏ luận điểm cá nhân rằng cậu bạn thật may mắn khi được lạc mình vào giữa rừng hoa như vậy. Tuy nhiên, di cờ go cờ mu tờ lơ bờ chi co duy tờ mơ nhờ la đại trưởng phu không hê dê gia ngờ chu tờ nao. Nhất là vào những ngày lễ Tết như 20 tháng 10 và cũng chính vì thế mà liên tiếp hiện ra những dòng bình luận rôm rã dưới bức ảnh này. Bạn nam chắc được cương như trứng. Tao cũng ước được học cái lớp sương sương nữ thế này thôi. Chả nhẽ một cân 59 a, ôi cuộc đời tưởng sướng nhưng lễ thế này biết làm sao. Nhìn thôi cũng thấy bạn ấy sướng nhất quả đất rồi, cơ mà lễ lộc thì sao nhỉ? Thật ra đây cũng không phải lần trước tiên cư dân mạng được chứng kiến cảnh lớp học anh thịnh dương suy, bởi trước đó hiện ra trong một album kỷ yếu hèn 60 nữ, nam sinh duy nhất của một lớp tại trường học viện công nghệ bưu chính viễn thông cũng bất thần trở thành tâm điểm xem xét. Nam sinh duy nhất xuất hiện trong bộ kỷ yếu hèn nữ quốc 60 người từng gây bão trên mạng xóm hội.